hôm nay em xin uh, gửi đến cho mọi người cùng xem một cái bản dầm trà hiệu chữ phước à, đó là một cái bản dầm trà vẽ tích uh, vua gia long Đấy, uh, đây là một trong những cái món đồ mà uh, nó mang một cái ý nghĩa rất là nhân văn uh, vua gia long là một cái vị vua mà uh, gọi là khai quốc công thần và tạo nên một cái vương triều nhà nguyễn uh, nó trải dài suốt mấy trăm năm và à, vị à, vua gia long này là một trong những cái vị vua mà gầy dựng vừa nền kinh tế vừa chính trị nói chung là cũng à, khá là tốt Đấy. thì à, chính vì thế cái, à, những cái đề tài của đồ sứ ký kiểu à, khi mà đặt à, làm về vẽ vua gia long thì được rất là nhiều người à, người ta quan tâm người ta sở hữu Đấy, thì hôm nay em có sở hữu một cái 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 bản dầm trà đồ sứ cái kiểu của triều nhà Nguyễn và đặc biệt quý hiếm ở đây đó là cái hiệu đề chữ phước hay còn gọi là chữ phúc thì những cái uh, những cái 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 dầm trà mà hiệu chữ phước như thế này uh, không phải ai uh, trong những cái giới mà gọi là quan lại những cái giới mà, mà À, ngày xưa thì người ta được sở hữu đâu không phải bởi vì những người gọi là khai quốc công thần hoặc là à, những cái người mà có công trạng lớn trong triều nhà Nguyễn được à, có nghĩa là có công trạng lớn thì mới được ban tặng tất cả những cái hiệu đề mà chữ phước trên những cái món đồ gốm sứ ký kiểu của triều nhà Nguyễn thì à, những hiệu đề chữ phước này thì thì ai mà mà có những cái cái, cái 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 công trạng những cái công trạng lớn thì mới được tặng một cái bộ trà như vậy một cái, được tặng một cái bộ trà hoàn thiện như thế này đấy Đó, đây là một cái đĩa trà chữ phước hiệu chữ phước đấy, một cái đĩa trà hiệu chữ phước như thế này Đó, vẽ tích vua gia long và đi kèm một cái bài thơ này thì nó rất là hay thì các bác có thể là à, nếu mà các bác mà muốn xem được cái ý nghĩa của bài thơ này thì chúng ta có thể gõ trên google à, về bài thơ của à, Tích vua gia long trên đồ sứ ký kiểu thì nó sẽ ra ngay những cái điển tích của bài thơ này đấy nó ra những bài thơ này đấy và đây là cái món đồ cổ rất là chuẩn chỉ Đấy, men thì gọi là men trứng sáo hay là gọi là men 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 trứng việt nó men xanh xanh lơ màu xanh ngọc rất là đẹp luôn chôn các gọt chỉnh chu món đồ chuẩn chỉ 100 phần trăm và à, bác nào yêu thích những cái món đồ quý giá trị như thế này Đó. món đồ mà ngày xưa là các quan lại các uh, bậc mà mà có công trạng lớn ở trong triều đình à, được sở được 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 có công trạng thì mới được sở hữu được gọi là được vua ban tặng cho đấy gọi là được vua ban tặng cho thì mới được sở hữu món đồ này và bác nào yêu thích những món đồ này thì cứ gọi điện cho em để mà được sở hữu những cái 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 món đồ chân chính như thế này đấy. đồ cực kỳ sâu tuổi cực kỳ già tuổi luôn đó, bác nào yêu thích thì cứ gọi điện cho em à, tất cả đều được bảo hành chuẩn cổ suốt đời à, và à, bảo hành luôn cả cái giá mua khi mà các bác không có nhu cầu siêu tầm thì cứ gửi lại về với em à, để mà em gửi lại đủ tiền cho tất cả mọi người khi mà chúng ta sở hữu những món đồ cổ để vừa được chơi được bảo toàn đồng vốn và cái quan trọng đó là chúng ta phải mua đúng món đồ cổ thì đấy cái nó nó mới làm một cái duyên lớn một cái hay bắt đầu yêu thích thì gọi điện cho em